Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Melissa Lashes là một trong những cơ sở chuyên về dịch vụ nối mi và dạy nghề nối mi có uy tín tại khu vực West Sydney. Với lượng khách thường xuyên gần đến con số 1.000 và hơn 100 học viên đã được đào tạo thành nghề. Melissa Lashes còn có lớp dạy nghề miễn phí dành cho các mẹ single mom có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mọi chi tiết xin liên lạc Melissa qua số 0439-688-886 hoặc đến thẳng shop tại level 1/262 Macquarie Street, Liverpool, New South Wales 2170. Lily và Kim Hoàng rất hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022. Và kính thưa quý vị khán giả, mặc dù hầu hết các thủ hiến của các tiểu bang và lãnh thổ đều xác nhận là đỉnh dịch đã đến và hiện nay đang dần đi qua, tuy nhiên dân số tử vong thì vẫn hãy còn ở mức rất là cao. Ngày hôm nay trên toàn quốc Úc Châu, 73 người tử vong vì COVID-19 đã được xác nhận, hầu hết tập trung tại 4 tiểu bang lớn nhất đó là New South Wales, Victoria, Queensland và Nam Úc. Trong khi nhân số bị dương tính ngày hôm nay cũng hạ giảm đáng kể ở mức là 46.860 người. Và trước khi chúng tôi đi vào chi tiết dịch bệnh tại mỗi một tiểu bang, thì những cái thông tin hoặc là những cái tin tức liên quan đến dư âm của ngày Quốc khánh 26 Tây tháng Giêng vừa qua vẫn hãy còn, bởi vì có khá nhiều tranh luận, đặc biệt với sự xuất hiện của một nhân vật mà trong hầu hết các phần tin tức ngày hôm nay, tất cả các cơ quan truyền thông đều đã nhắc đến nhân vật này. Vâng, đúng vậy đó thưa quý vị và các bạn, là ngoài tình hình về dịch bệnh COVID-19 thì báo chí Úc hôm nay cũng bình luận rất nhiều về thái độ của một nhân vật dường như cũng đã làm hỏng cái hình ảnh buổi lễ tôn vinh những người đạt danh hiệu người Úc của năm trong lễ quốc khánh ngày hôm qua 26 tháng 1. Đó là bà Gracie Temby, người đã giữ chức danh hiệu mà người Úc của năm trong suốt năm qua 2021. Và bà là một người tranh đấu cho nữ quyền và cũng đã gây rất nhiều tranh cãi khi mà thường có cái thái độ lạnh nhạt với cái Thủ tướng Scott Morrison. Và ngay trong cái buổi lễ quan trọng vào chiều ngày hôm qua ở thủ đô Canberra thì bà cũng đã công khai có những cái sự phản đối ra mặt đối với Thủ tướng Scott Morrison mà ngay cả trước giới truyền thông. Theo truyền thống thì vào cái ngày mà giữ cái cương vị cuối cùng của cái cương vị mà người Úc của năm 2021 thì bà Gracie Temby cũng đã được mời đến dự và chụp ảnh cùng với người nhận giải năm nay. Và đáng lẽ phải mỉm cười thì bà lại cố tình giữ những cái thái độ rất là lạnh lùng và băng giá và để giới truyền thông là chụp ảnh và ghi hình. Theo các nhà phê bình thì thái độ này của bà trong buổi lễ ngày hôm qua được cho là hành xử như kiểu trẻ con, thô lỗ và mang tính đảng phái hay là gây sự chia rẽ. Còn người kế nhiệm vị trí của bà nhận huy chương OAM năm nay như chúng tôi cũng đã loan ngày hôm qua, đó là ông Dylan Alcott, 31 tuổi, nhờ những cống hiến và việc giúp đỡ người khuyết tật và cũng là một nhà tranh đấu từ thiện. Và người ta rất hy vọng là ông sẽ là có khả năng hàn gắn sự đoàn kết trong năm nay 2022, chứ không như bà Gracie Temby. Vâng, kính thưa quý vị, thật ra thì thái độ của bà Gracie Temby không phải là lần đầu tiên xuất hiện trước các giới truyền thông với một gương mặt lạnh lùng và một cái thái độ khinh bỉ đối với Thủ tướng Scott Morrison. Mà thái độ như thế này nó đã liên tục trải dài trong suốt năm 2021 vừa qua. Không ai biết rõ lý do vì sao mà bà đã có cái thái độ khinh bỉ đối với cá nhân thủ tướng.
Tuy nhiên, mọi người cho rằng nếu nói về vấn đề văn hóa, khi đã được đề cử nhận giải người Úc trong năm, tức là Australian of the Year, thì ít nhất bà cũng nên tôn trọng cử tri của Úc, bởi vì chính cử tri Úc là những người đã bỏ phiếu và bầu chọn cho ông Morrison ở cái chức vị thủ tướng của nước Úc vào cuộc bầu cử năm 2019. Và cho dù bà có thích hay là không thích, thì cái số đông ủng hộ chúng ta vẫn cần phải tôn trọng, và đó là cái phép lịch sự tối thiểu của một người. Tuy nhiên, cá nhân bà Ray Tammy thì không hề nghĩ là như vậy. Bà chỉ nghĩ rằng bà không thích ai thì bà có quyền tỏ một cái thái độ khinh bỉ. Ngược lại, đối với lãnh tụ đối lập là ông Anthony Albanese thì bà lại tỏ ra rất là vồn vã, rất là thân thiện. Tấm hình nào ngồi chung giữa hai người cũng nhìn thấy nụ cười của bà. Nhưng những tấm hình đứng chung với thủ tướng thì luôn luôn là một cái gương mặt rất là lạnh. Lý do chính được đưa ra bởi vì bà là một người ủng hộ cho vấn đề giữ quyền cho những nạn nhân bạo hành trong gia đình và cũng như những người phụ nữ đã gặp bất công trong nơi làm việc, đặc biệt là những sự kiện xảy ra ngay tại tòa quốc hội Canberra trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của Thủ tướng Scott Morrison, mà đó là một cái vấn nạn của một cái thời đại và không ai muốn xảy ra những chuyện như thế này. Và nếu nói là những người có lỗi thì chúng ta phải suy xét đến những cá nhân đã gây ra những vấn đề như vậy. Và Thủ tướng là người chỉ giải quyết những cái vấn đề rắc rối mà nhân viên của mình đã gây ra mà thôi. Và người ta hy vọng là tất cả những cái hình ảnh không đẹp về người nhận danh hiệu Australian of the Year của 2021 nó sẽ thực sự khép lại sau cái bữa tiệc ngày hôm qua. Bởi vì sau bữa tiệc này thì có lẽ cơ hội mà bà Ray Tammy gặp gỡ cá nhân thủ tướng hoặc là tiếp xúc trực tiếp với những người trong văn phòng thủ tướng tại dinh toàn quyền hoặc là dinh thủ tướng thì cũng không còn xảy ra nữa. Và vì vậy nó cũng sẽ không có những cái hình ảnh đối lập mà chúng ta đã nhìn thấy gây ra rất nhiều tranh cãi kể từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay. Và trở lại với tình hình dịch bệnh, kính thưa quý vị, New South Wales vẫn tiếp tục dẫn đầu trên toàn quốc Úc Châu cả về số ca nhiễm lẫn số người tử vong. Tuy nhiên, chúng tôi khá là ngạc nhiên khi mà hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp New South Wales đã có 29 người tử vong. Yeah. Con số trùng hợp của ngày thứ nhì thì chúng ta cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nhưng sự trùng hợp nó lặp lại ngày thứ ba thì khá là ngạc nhiên. Và đây cũng là lần đầu tiên mà con số này nó liên tục được repeat 3 lần trong 3 ngày. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là khiến những người làm truyền thông như chúng tôi cứ nghĩ là nhìn nhầm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn cụ thể về nhân số nhiễm bệnh mới ngày hôm nay ở tiểu bang New South Wales cũng là có 17.316 ca nhiễm mới. Và ngày hôm nay thì thủ hiến Dominic Perrottet thì cũng cho biết là 80% trường học trên toàn tiểu bang hiện nay cũng đã nhận được các cái bộ xét nghiệm nhanh AAT để phần lớn các trường cũng sẽ chuẩn bị đón các em trở lại trong học kỳ 1 vào đầu tuần tới. Tuy nhiên, một số trường tư thục thì cũng đã khai giảng từ ngày hôm nay. Tuy nhiên mà các trường này phàn nàn rằng là cũng vẫn chưa nhận được các cái bộ kit xét nghiệm nhanh. Còn về tỷ lệ chủng ngừa thì hiện nay ở tiểu bang thì vẫn chưa đạt được cái mục tiêu là 95% cư dân trên 16 tuổi chủng ngừa đầy đủ 2 liều. Và con số thực tế hiện nay là mới đạt sấp xỉ 94%. Trong khi đó thì cũng mới có chỉ hơn 36% những người đủ điều kiện chủng ngừa mũi thứ 3, tức là mũi booster. Và Bộ trưởng Y tế của tiểu bang là ông Brad Hazard thì nói rằng con số này là vẫn thấp hơn nhiều so với mong đợi của Bộ Y tế. Và ông cũng cho biết là số lượng người tiêm mũi thứ 3 thấp là vì cũng hàng trăm người đã đặt lịch hẹn đi chủng ngừa nhưng đã hủy bỏ lịch hẹn này mà không đến nơi chủng ngừa. Trong khi đó thì y sĩ trưởng Kerry Chen hiện nay cũng đã kêu gọi là những người có bệnh lý nền hay là có hệ miễn dịch yếu kém và những người trên 65 tuổi nên khẩn trương đặt lịch chủng ngừa mũi booster, tức là mũi thứ 3. Và hiện ở các trung tâm chủng ngừa của chính quyền của tiểu bang thì chỉ có khoảng từ khoảng 10.000 đến 12.000 người đến chủng ngừa mỗi ngày, trong khi công suất của các cái điểm chủng ngừa này có thể thực hiện tới 250.000 mũi tiêm mỗi tuần. Vâng, kính thưa quý vị, cũng liên quan đến mũi tiêm booster thứ 3 này, ngày hôm nay thủ hiến của Victoria, ông Daniel Andrew, cho rằng là Hội đồng Nội các Quốc gia hoặc là Ủy ban Cố vấn Atagi nên đưa ra một cái thông điệp hoặc là một cái lệnh áp dụng chung cho toàn quốc Úc Châu
là vấn đề chủng ngừa đủ không hiện nay không nên chỉ là 2 liều, mà khi mà chúng ta nói là full vaccine thì hãy là 3 liều, bởi vì ông cho rằng vấn đề cưỡng bách chủng ngừa đủ 3 liều vô cùng quan trọng. Khi mà nhân số bệnh nhân nằm bệnh viện và đặc biệt là số bệnh nhân tại ICU, không những là tại Victoria mà hầu như trên toàn quốc Úc Châu, thì đa số đều là những người chưa chủng mũi booster thứ 3. Và vì vậy, vấn đề này có lẽ sẽ được tranh luận trong cuộc họp Hội đồng Nội các Quốc gia diễn ra vào ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ chờ đợi kết quả được công bố như thế nào bởi Thủ tướng Scott Morrison trong cuộc họp báo vào tối nay. Trở lại New South Wales, kính thưa quý vị, những cái tình hình về dịch bệnh thì cũng là khá ổn định, với nhân số nhiễm bệnh đã dưới mức 20.000 người trong những ngày vừa qua. Tuy vậy, ngày hôm nay thì hàng loạt y tá làm việc tại bệnh viện Liverpool thuộc miền Tây Nam Sydney, là nơi có khá đông bệnh nhân là người Việt, đã tổ chức đình công và biểu tình. Lý do là bởi vì họ đã quá mệt mỏi khi đã liên tục làm việc dưới một cái áp lực rất cao xuyên suốt trong 2 năm đại dịch vừa qua. Và đặc biệt là họ cũng phải liên tục làm việc ca đêm, một điều mà sức khỏe con người không thể nào chống chọi được. Một y tá đã phát biểu trong nước mắt của mình sáng ngày hôm nay khi cho rằng cô đã quá mệt mỏi là bởi vì mỗi một ca làm việc ban đêm cô phải chăm sóc cho từ 8 đến 10 người là bệnh nhân của COVID-19. Trong khi trước đây, nhân số bệnh nhân mà mỗi một y tá cần phải chăm sóc nó chỉ khoảng tối đa là 5 người mà thôi. Nói một cách khác thì cái mức độ công việc đã gia tăng lên gấp đôi, trong khi ngày nghỉ của các y tá thì rất khó để lấy phép, bởi vì trong 3 tháng vừa qua, và đặc biệt là khi chủng Omicron xuất hiện, thì có quá nhiều những y tá bị buộc phải tự cách ly vì nhiễm COVID hoặc vì tiếp xúc gần, cho nên cái sự thiếu hụt nó càng trầm trọng hơn nữa. Không biết là Thủ hiến New South Wales hoặc là Bộ trưởng Y tế có biện pháp gì để giải quyết cái vấn nạn này hay không? Bởi vì đây là một cái mức độ mà cho chúng ta thấy là các y tá không thể tiếp tục được công việc với một cái sức nặng như hiện nay. Tức là họ đã cảm thấy là quá tải ngoài sức chịu đựng của họ rồi, nên mà dẫn đến cái hành động mà phải đình công như vậy. Và rõ ràng chính quyền của tiểu bang New South Wales hay cũng như các tiểu bang khác thì rõ ràng rất thấu hiểu cái việc này, biết rõ rằng cái tình trạng mà thiếu hụt nhân viên trong lực lượng y tế. Nhưng mà đây quả là bài toán khó đối với họ, bởi vì cũng không biết là đào đâu ra số lượng nhân viên mới để bù đắp vào, giúp cho các y tá mà giảm được gánh nặng bệnh viện như vậy. Còn tại tiểu bang Victoria thì thưa quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay thì có nhân số nhiễm mới cũng đã giảm rõ rệt xuống còn 13.755 trường hợp mới được phát hiện. Tuy nhiên mà nhân số tử vong thì vẫn còn khá cao, là 15 người cũng đã tử vong trong báo cáo ngày hôm qua. Như vậy là đại dịch cũng đã có xu hướng giảm sụt khá rõ rệt ở tiểu bang Victoria. Tuy nhiên ngày hôm qua thì ở thủ phủ Melbourne thì cũng đã xảy ra dông bão gây mưa lớn, khiến hơn 4.000 ngôi nhà đã bị mất điện. Và nhà khí tượng cũng đã phải ban hành một số cảnh báo thời tiết khẩn cấp về những cơn dông nguy hiểm và với lượng mưa có thể dẫn đến những cái lũ lụt ở phía bắc và phía tây của thành phố Melbourne, thậm chí là ở cả ở phía nam của dãy núi Macedon. Và theo dự báo thì các cái cơn bão nghiêm trọng này sẽ bớt đi vào sáng nay, nhưng mà có khả năng vẫn gây mưa lớn suốt trong ngày và có thể dẫn đến lũ lụt ở rất nhiều khu vực ở thành phố Melbourne. Do vậy mà người dân trong toàn khu đô thị mở rộng của Melbourne cũng đã được cảnh báo là cần tìm nơi trú ẩn an toàn và tránh ra ngoài đường nếu mà không thật sự cần thiết, vì đề phòng nước lũ hay là bị thương tích do các cái mảnh vỡ của từ các cái tòa nhà bị hư hại, hay là cành cây gãy, hay là cây đổ đè vào người. Và tương tự như tình hình thời tiết tại Melbourne, Brisbane và đặc biệt là khu vực miền Bắc của thủ phủ Brisbane là thành phố Townsville, tối ngày hôm qua cũng đã đón nhận những cơn mưa như nước lũ, và chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà thôi, hàng loạt đường phố tại thành phố Townsville đã biến thành những dòng sông. Và ngay cả thị trưởng của thành phố Townsville cũng sáng ngày hôm nay phát biểu trên các phương tiện truyền thông cũng tỏ ra rất là ngạc nhiên. Bà không bao giờ nghĩ rằng ngủ một đêm tới sáng mà bà phải nhìn thấy một cái lượng nước nó nhiều như vậy. Và tại Townsville thì cho đến thời điểm này những cơn mưa lớn vẫn hãy còn đang tiếp diễn. Các chuyên gia cũng đã cảnh báo là sẽ có những cái đợt mưa lũ tồi tệ hơn trong những ngày sắp tới. Và chúng tôi cũng ngạc nhiên khi mà New South Wales là
tiểu bang cũng thuộc miền đông của lục địa Úc Châu và nằm giữa Victoria cũng như là Brisbane hoặc là Queensland. Nhưng cho đến thời điểm này, trong khi cả hai tiểu bang bên cạnh có những cơn mưa như thác lũ, thì tiểu bang New South Wales vẫn được cho là an toàn. Bởi vì đêm qua thì cũng không có những cái trận mưa nào đáng kể xảy ra tại New South Wales. Không biết là thời tiết trong những ngày kế sẽ như thế nào. Nhưng nhìn chung thì Victoria và Queensland đã có tình trạng thời tiết không mấy tốt đẹp và của đêm tối ngày hôm qua và sẽ còn tiếp diễn trong những ngày sắp tới. Trong khi tình trạng dịch bệnh tại Queensland thì nó có một cái sự rất là tương tự như những gì đã xảy ra tại Victoria. Ngày hôm qua, số ca nhiễm tại hai tiểu bang đều ở mức là khoảng 13.500 người. Trong khi ngày hôm nay thì số người tử vong tại Queensland bằng với số người tử vong tại Victoria, có nghĩa là 15 người cũng đã được xác nhận là tử vong tại Queensland, trong khi nhân số nhiễm bệnh thì hạ giảm thấp hơn ở mức là 11.600 người. Vâng, trong khi đó tại tiểu bang Nam Úc thì thưa quý vị và các bạn, Nam Úc cũng có cái nhân số tử vong được thông báo ngày hôm nay là khá cao, là 13 người, tức là cũng gần bằng Queensland và tiểu bang Victoria. Trong khi đó thì nhân số nhiễm bệnh mới vẫn tiếp tục giảm hạ xuống dưới 2.000 ca, cụ thể là còn 1.953 trường hợp được xác nhận. Trong khi đó thì cảnh sát của Nam Úc cũng đã bắt giữ một người phụ nữ do không muốn chủng ngừa nên cũng đã trả tiền cho một người khuyết tật để tiêm vaccine phòng COVID-19 thay cho mình, tức là dưới tên của mình. Cụ thể thì cảnh sát cho biết người phụ nữ này đã đưa người khuyết tật đến một phòng tiêm chủng trong khi giả danh làm người chăm sóc cho người này để người khuyết tật tiêm vaccine nhưng mà lại lấy tên dưới tên của mình. Do vậy bà đã bị buộc tội là gian dối và kê khai thông tin không trung thực. Và thủ hiến Nam Úc khi được biết tin này thì cũng đã chỉ trích cái hành động này và cho rằng là một hành động rất là vô lương tâm. Vâng, kính thưa quý vị, trong suốt những ngày vừa qua thì Nam Úc đã có số ca nhiễm rất là khả quan, đến mức độ mà thủ hiến Stephen Marshall cũng tự tin cho rằng là Nam Úc đã đạt đỉnh dịch và hiện nay dịch bệnh đang dần dần giảm hạ. Nhưng mà ngược lại thì số người tử vong tại Nam Úc cũng đã ở mức rất cao. Nhân số 13 người tử vong ngày hôm nay không phải là kỷ lục, bởi vì 2 ngày trước đây thì Nam Úc cũng đã có 13 người tử vong. Và vào thời điểm đó thì tất cả mọi người đều cảm thấy bị sốc. Ngày hôm nay thì trải qua lần thứ nhì khi đón nhận con số này, cho nên mọi người cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng đây cũng là những điều cho thấy là dịch bệnh có giảm hạ thì số người tử vong hoặc số người nằm bệnh viện vẫn hãy là mối lo lớn nhất của thủ hiến tất cả các tiểu bang. Trong khi Tasmania thì ngày hôm nay không có ai tử vong và số ca nhiễm mới cũng ở mức khá là ổn định với 726 trường hợp nhiễm mới. Lãnh thổ thủ đô ACT cũng trong tình trạng tương tự, có nghĩa là không có người tử vong và số ca nhiễm thấp hơn những ngày trước đây là 884 người. Trong số này đang có 73 người nằm bệnh viện và 4 người đang được điều trị tại ICU. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn một thông tin cuối cùng là liên quan đến thể thao. Khi mà hiện vào chiều ngày hôm nay thì cũng đã diễn ra trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Úc diễn ra tại Melbourne của tiểu bang Victoria. Và đây là trận đấu loại tính điểm theo bảng trong cái giải vòng loại World Cup, tức là giải bóng đá thế giới. Và trong bảng thi đấu hiện nay thì Việt Nam đang xếp cuối bảng và được cho là chưa có điểm nào. Còn đội tuyển Úc thì đứng hàng thứ 3. Và huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam thì cũng đang rất hy vọng là sẽ có thể thắng đội tuyển Úc để giành điểm đầu tiên trong cái bảng đấu này. Và cũng thông tin cho thấy là cũng rất nhiều cư dân người Việt ở thành phố Melbourne cũng đã đến xem để ủng hộ cổ vũ đội tuyển nước nhà. Với nhiều người cho biết là cũng sẵn sàng là thực hiện cách ly 14 ngày với vợ con mình để đi xem bóng đá. Bởi vì là đến sân để xem bóng đá thì có rất nhiều rủi ro, nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Thật ra cũng trong tình trạng rất là khó xử khi mà chúng ta là một người Úc gốc Việt và trận đấu nó diễn ra giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Việt Nam, như vậy thì chúng ta sẽ cổ vũ cho ai? Bởi vì cả hai quốc gia đều là
cả Úc và Việt Nam đều là quốc gia, đều là quê hương của mình đúng không? Nhưng mà kính thưa quý vị, bởi vì trước đây là trong cái lượt đi đó vào ngày 7 tây tháng 9 năm ngoái, thì lượt đi đã diễn ra tại sân Mỹ Đình. Vào thời điểm đó thì đội tuyển Việt Nam không may đã bị thua 0-1 trước đội tuyển Úc. Và người ta không biết là lịch sử nó có tái diễn ngày hôm nay hay không. Có nghĩa là đội khách sẽ chiến thắng. Điều này cũng có nghĩa là Việt Nam sẽ chiến thắng 1-0 trước Úc nếu mà lịch sử được lặp lại. Tuy nhiên cái lịch sử này thì hơi khó theo đánh giá của các chuyên gia. Bởi vì đội tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn thiếu hụt những cầu thủ được cho là xuất sắc. Và nhiều chuyên gia nhận định nếu may mắn thì kết quả sẽ là hòa 1-1 giữa hai đội tuyển. Và chúng ta phải chờ xem kết quả cuối cùng là như thế nào. Và một thông tin chúng tôi vừa mới nhận được trong lúc làm điểm báo đó là những thông tin mới nhất tại lãnh thổ Bắc Úc. Bởi vì ngày hôm nay Bắc Úc đã có một cái kỷ lục rất là buồn sau khi đã có 592 ca nhiễm được cho là cao nhất vào 4 ngày trước đây. Thì Bắc Úc đã xác nhận tới hôm nay họ đã có tổng cộng là 626 ca nhiễm mới. Trong số này có đến 442 trường hợp phát hiện từ những thử nghiệm nhanh RAT. Ngoài ra thì Bắc Úc cũng đã có một người tử vong. Và đó là một người thổ dân sinh sống tại thị trấn Tenerick, là nơi cũng đã từng bị phong tỏa vì dịch bệnh. Và ngoài số ca nhiễm cao kỷ lục thì 95 người nằm bệnh viện cũng là nhân số kỷ lục của ngày hôm nay. Và một cái thông tin khác mà chúng ta cũng khá ngạc nhiên được update, có nghĩa là được cập nhật bởi Bộ trưởng Y tế là bà Natasha Fai, khi mà bà nói rằng số ca nhiễm tại Bắc Úc ngày hôm qua khi mà họ kiểm tra lại thông tin không phải là hơn 400 người, mà chính xác ngày hôm qua Bắc Úc đã có trên 700 người, 778 người đã được ghi nhận. Bởi vì ngày hôm qua cũng là ngày đầu tiên họ tính những cái ca nhiễm từ RAT. Và vì vậy nó có một cái sự chênh lệch. Và dự phóng là trong những ngày sắp tới với những cái thử nghiệm RAT thì số ca nhiễm cũng sẽ rất cao. Mọi người đang chờ đợi quyết định cuối cùng của thủ hiến Michael Gunner xem ông có đưa ra lệnh phong tỏa đối với một vài thị trấn ở Bắc Úc hay không. Bởi vì cái tình trạng khá là bi đát hiện nay tại lãnh thổ này. Vâng, như vậy là thấy tình hình dịch tại lãnh thổ Bắc Úc là rất là nghiêm trọng, đi theo chiều hướng không mấy tốt đẹp. Và lãnh thổ Bắc Úc cũng là nơi duy nhất hiện nay vẫn còn thực hiện các cái biện pháp phong tỏa. Và hy vọng những cái biện pháp cứng rắn này của thủ hiến lãnh thổ Bắc Úc thì sẽ giúp giảm hạ được cái nhân số nhiễm mới cũng như là tử vong. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm báo thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.